Ok, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì kênh của mình là chuyên quay review, test loa các sản phẩm âm thanh. Các thương hiệu đa số là Bose và JBL nha các bạn. Thì chủ yếu mình tập trung làm những cái về những cái dòng loa tai nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ có một số cái dòng loa tai vừa quen thuộc và vừa mới lạ trên cái kênh của mình. Thì sẵn mình quay video clip để chia sẻ giới thiệu với các bạn luôn. Thì đây ha, mình sẽ có vài cặp Bose 101MM mới về nữa các bạn ha, mình quay sơ ha. Đó thì đây là một cái cặp Bose 1 SSS 1 FB nha. SSS 1 FB các bạn. Đó, cái này là bị chạy xước do vấn đề vận chuyển các bạn. SSS 1 FB. Bose slide sound các bạn. Đó. Rồi, đây là một cặp 101, một cặp 101 các bạn. Đây là vẫn là một cặp 101 màu trắng rất là đẹp. Đây là một cặp Bose 101 VM nha các bạn, cặp màu trắng này. Màu đen, màu đen, ba cặp màu đen, ba cặp Bose 101 MM, một cặp Bose 111 31 à sorry, ba cặp Bose 101 MM, một cặp Bose SSS 1 FB, một cặp Bose 101 VM. Tí mình sẽ đặt cái đích nó ra cho các bạn xem. Đây là một cái cặp Bose 101 RD các bạn. Cặp này mới về mình chưa kịp thổi bụi. Mấy cặp này thì mình đã thổi bụi sơ rồi. Thì cặp này mình chưa kịp thổi bụi nha các bạn. Đó. Thì nó vẫn còn dính những cái xốp vân vân. Và đây là một cái cục cặp 101 IT các bạn. Đó, cặp này thì cái củ lo của nó rất là to rồi, củ lo của nó tháo ra mình giật mình luôn. Hôm qua mình có tháo thử một lần nhưng mà chưa có thời gian để quay video clip để chia sẻ với các bạn. Đó thì mình sẽ từng cái dòng loa này các bạn, từng dòng loa này ha, mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn chi tiết từng dòng loa sau. Những cái dòng 101MM thì trên kênh của mình quá là quen thuộc rồi. Mình làm rất là nhiều dòng loa này cũng như rất là nhiều anh em hỏi mình về cái dòng loa này. Đó cũng như SSS 1FB cũng đã làm rồi. Thì mình sau này mình sẽ tập trung làm thử 101 VM này các bạn, nó khác gì so với 101 MM ha. Đây cái căn của nó màu màu xanh các bạn, đó màu xanh đó. Rồi 101 RD ha, đây nè các bạn. Đó 101 RD. 101 IT. Đó thì ok, thì bây giờ mình sẽ tháo cái căn của từng dòng này ra các bạn. Ok, thì mỗi một cặp thì mình đã tháo cái căn ra rồi các bạn. Đó, đây ha. Mình quay nhanh thôi. Đó, củ lo, cái màn lo của 101 IT các bạn. Đây là cái màn lo của cái thằng 101 RD các bạn. Đó, thằng này thì chưa vệ sinh ha. Nó còn sẽ còn hơi hoặc đây là cái màu vàng gốc của nó luôn mà chứ không phải là tại dơ đâu nha. Đó, nhưng mà nó vẫn có đang dơ các bạn, nhưng mà mình chưa vệ sinh, nhưng mà ý là cái màn lo nó là màu vàng như vậy. Đó. Rồi đây là cái màn lo của cái thằng 101 VM nữa các bạn. Cái dòng hồng 101 VM là cái vỏ nó là sơn nhám nha các bạn, nó sơn nhám. Đó đây là của thằng 101 MM trắng các bạn, 101 MM đen nè. Ha, 101 MM đen. Rồi đây là Bose SSS 1 FB nè ha. Chưa vệ sinh nha các bạn. Đó các bạn thấy nè. Đó cái lớp này chưa vệ sinh, mình chưa có thời gian để vệ sinh nữa các bạn. Đó ok. Thì bây giờ mình sẽ lật cái đít đó lên, lật phía sau lên cho các bạn xem cái mã của cái dòng loa. Ok, tiếp tục ha, mình sẽ cho các bạn xem về cái phần phía sau ha, cái tem. Thì đây là cặp SSS 1FB nha các bạn. Ha, mình cho các bạn xem cái tem nha. Đây, Bose model SSS 1FB các bạn. Đó, speaker xuyên tâm nè, công suất 45W theo tiêu chuẩn IEC nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ tới cặp 101MM. 101MM thì quá quen thuộc các bạn. Đây là dòng dòng tem có chữ tiếng Nhật các bạn ha. Dòng tem có chữ tiếng Nhật, có dắt 6 ly ha. Thằng này cũng có dắt 6 ly. Những cái dòng Bose thị trường Nhật thì tương hầu như là tất cả đều có dắt 6 ly các bạn ha. Mình thường thấy là như vậy đó. Cũng đây là cũng là 101MM các bạn, nhưng mà cái đời này ghi công suất tối đa là 150W ha, nhưng mà nó không có hoạt động được liên tục ở chừng 150W đâu nha các bạn. Có nhiều rất nhiều anh em hỏi mình có lo Bose 101 là 150W không. Đó thì đây chỉ là một thông số mà nó đánh lừa chúng ta thôi ha. Nhà sản xuất nó ghi công suất tối đa là một thời điểm nào đó cái loa mình nó không bị hư ở cái mức công suất này, chứ không phải nó hoạt động liên tục ở mức công suất này. Các bạn khi các bạn đi mua hàng vật này nọ, các bạn xem quảng cáo các kiểu á, thì các bạn nên lưu ý nha, cái vấn đề công suất tối đa và cái công suất RMS đây nè. Bạn coi nè, đây công suất RMS nè. Đó, ở đây nó cũng để công suất RMS đây, các bạn thấy chưa, 45W thôi. Đó, thằng SS1SB cũng là 45W. Ở đây là 101MM các bạn cũng là 45W thôi. Thì thằng này cũng chỉ là 45W thôi các bạn, nhưng mà nó không có để công thức RMS mà nó để là công suất tối đa vậy thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái cặp 101MM màu trắng này các bạn. À, MMW kép ha, W kép có nghĩa là chữ Y các bạn, Y trong tiếng Anh nghĩa là màu trắng đó.
nghĩa là 101MM là nó rồi, chữ Y là màu trắng nữa các bạn. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cặp combo một nè, ở đây nó có một cái tem gì nó dán các bạn đó. Rồi ở đây mình sẽ có một cái cặp combo 101VM các bạn, đó hàng đúng hàng thị trường Nhật các bạn, đó các bạn thấy không? Như cái tem nó ghi cái gì đó. Đó. Đây các bạn, combo 101VM các bạn, đó công suất tối đa 150W 6 ohm. Nó ghi y chang cái dòng 101MM các bạn. Rồi tiếp theo tới thằng 101 RD các bạn, đó cái thằng này nó cái mặt có nó giác cạnh tam giác các bạn. Đó. 101 RD. Đó ha. Đây là cái tem nó nè các bạn. Đó 101 RD. À không, bô đeo 1401 hai la mã RD, cái thằng này tên nó hơi dài các bạn. Đó. Đó. Các bạn thấy chưa? Rồi đây thằng này nó chỉ có duy nhất là cái giắc cắm của nó chỉ là duy nhất bằng cái giắc 6 ly thôi bạn, không có cái cọc đỏ đen. Rồi tiếp theo là tới cái cặp bô 101 IT nha các bạn, bô 101 IT ha. Thằng này thì khủng quá khủng rồi, nội thất quá khủng rồi. Thùng thì cũng rất là đẹp, kiểu dáng rất là đẹp. Thì cái thằng máy này dính băng keo các bạn, đây nè, bụi bặm nè các bạn, mình chưa có kịp vệ sinh nha. Đây bô 101 IT nha các bạn. Nó kêu hơn kỳ phơi sách hướng dẫn cho cách cài đặt đúng gì đó. Rồi. Công suất của nó là 60W. 60W RMS các bạn, nó hơn những cái thằng khác tí xíu ha, tạo khoảng 15W. Công suất của nó là tối đa là 160W peak, peak nghĩa là đỉnh, peak là đỉnh các bạn. Nghe công suất đặt đỉnh là 160W nhưng mà một khoảnh khắc nào đó thôi. Trở kháng của nó là 6 ohm. Dòng này made in USA luôn bạn, tuy là hàng của thị trường Nhật nhưng mà made in USA luôn. Đó, ok, về tổng thể là như vậy ha. Hiện tại mình sẽ có một số cái dòng loa tai của Bô như vậy. Nói chung là hàng hóa đẹp các bạn. Hàng hóa đẹp. Rồi, ok, thì rất cảm ơn các bạn xem video. Các bạn nếu mà bạn nào thấy thích những video thế này thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như để xem nhiều cái video khác trên kênh của mình. Và các bạn hãy kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề của từng video để tiện trao đổi về thông tin của các sản phẩm nha các bạn. Đó, ok, rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem, đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo.